Chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý vị khắp nơi đang theo dõi trên Hoàng Bách Channel. Và ngày hôm nay với bác sĩ Ngô Bá Định, chúng tôi cũng xin chào tái ngộ cùng bác sĩ Ngô Bá Định từ miền Nam Cali. Xin chào bác sĩ. Dạ, kính chào chú Hoàng Bách và xin trân trọng kính chào quý quán thính giả của đài. Thưa quý khán giả, hôm nay là tối thứ năm ngày 19 tháng 8 năm 2021. Có lẽ là cái vấn đề COVID-19 là đang phủ đầy, nhưng mà cái biến cố của Afghanistan ở Kabul đó, nó làm cho lu mờ tất cả những cái tin tức ở Hoa Kỳ. Cho nhưng mà chúng ta cũng nói về, bởi vì nói về Afghanistan chúng ta nói nhiều rồi, thành hôm nay thì mình sẽ nói về, thưa bác sĩ, vào ngày 18 vừa qua thì Tổng thống Joe Biden cũng có đề nghị là sẽ chích cái mũi thứ ba. Ai đã có rồi thì chích cái mũi, 8 tháng sau thì chích cái mũi thứ ba, và có thể bắt đầu từ ngày 20 tháng 9. Nhưng mà trong khi đó thì cơ quan y tế quốc tế của Liên Hiệp Quốc thì họ đề nghị không nên chích, lý do là nhiều nước nghèo chưa có chích mũi nào hết, hoặc là mới chích đâu có một mũi chẳng hạn, thì bây giờ dành cái số thuốc để viện trợ cho các nước khác. Thì bác sĩ bình luận thử cái nhu cầu tại sao phải chích cái mũi thứ ba, trong khi đó thì Tổng thống Donald Trump, cựu Tổng thống Donald Trump, ông nói là chích như vậy là chỉ làm giàu cho những cái hàng viện, các cái viện bào chế mà thôi. Thì bác sĩ bình luận như thế nào thưa bác sĩ? Vâng, cháu nghĩ khi mà mình là một chính quyền mà đương nhiệm cho một đất nước thì mình phải ăn cây nào thì mình sẽ rào cây đó. Tức là mình phải tin vào hệ thống tình báo của đất nước mình, chứ không như ông Trump ở ngay Helsinki mà đứng trước truyền thông quốc tế mà nói là tôi tin Putin, mà để ông Dan Coats đứng ngỡ ngàng như vậy. Tức là không tin vào 17 cái community và hệ thống tình báo của Hoa Kỳ, mà hệ thống tình báo Hoa Kỳ đâu phải là hạng nhỏ chú, mà anh ta lại tin Putin, rõ ràng là một tay gian tế mà làm việc, làm những chuyện mà theo đơn đặt hàng của Putin mà hại nước Mỹ này, làm cho yếu nước Mỹ, chia rẽ, gây rối loạn, bạo động, và nước Mỹ chúng ta suýt nữa mất cái nền tự do dân chủ và hệ thống thượng tôn pháp luật và hiến chương trong đường tơ kẻ tóc đó chú. Cháu nghĩ điều đó cháu vẫn tin theo lời của một cựu tổng thống và đại tướng và thượng nghị sĩ mà nổi tiếng trong quá khứ đã nói cái câu đó, cái câu nổi tiếng như vậy. Thì nếu mà mình là chính quyền đương nhiệm thì mình phải theo nhân viên cái chất xám, những người mà tài năng của đất nước mình, phải không ạ? Nếu mà cháu là chính quyền đương nhiệm, cháu sẽ theo cái hướng dẫn của CDC và FDA và cái National Institute of Health, tức là cái viện y học của đất nước, quốc gia của chúng ta, thì theo cái recommendation là chúng ta nên chích mũi thứ ba. Tại vì sau 6 đến 9 tháng thì cái lượng kháng thể bắt đầu nó giảm xuống, mà nó chứng minh là cái hiệu năng của các thuốc Pfizer và Moderna đó cho cái Delta variant đó chú, cái biến thể variant nó bị giảm xuống. Theo những con số mới nhất này, Pfizer chỉ còn có trên dưới 50%, mà Moderna trên dưới 70% đó, Moderna chứ không có là còn là lần cuối cùng, mà lần trước đó là 86% cho Pfizer và 90-mấy% cho Moderna. Thì mình thấy càng ngày nó càng giảm đi, thì đến lúc thì chúng ta phải, mình đã cho rất là nhiều cho thế giới qua COVAX đó, là cái nhóm mà đặc biệt mà mua và để mà phân bố thuốc chích ngừa vaccine COVID-19 cho nhiều nước trên thế giới, tổng cộng là 100-mấy chục nước trên thế giới, mà trong đó có 70 nước mà nghèo nhất là đều được có, trong đó có Việt Nam nữa. Thì mình đã làm những gì mà mình đã nghĩ là mình làm đúng, thì mình đã làm rồi, thì bây giờ mình bỏ tiền ra mình mua những cái thuốc, mình phải lo cho dân mình, cho đất nước mình đó. Mà ông Trump ngày xưa ông nói là American First MAGA, phải không ạ? Mà người Việt Nam mà phò ông Trump mình gọi là MAGA Mít đó chú, tức là anh không chịch đâu em, anh chỉ về
anh cho không chết đâu em, anh chỉ về anh chỉ là người anh khùng mũ đỏ Maga đó, cháu hay nói đùa như vậy. Anh không chích đâu em, những người mà không chích á thường thường họ chết, cho nên là anh không chích đâu em, anh là những người anh khùng mũ đỏ Maga, cháu hay nói như vậy. Thì ông là người đã nói là make America great again, make America first, mà bây giờ lại chỉ trích là những cái thuốc đó là để làm giàu cho tư bản, làm giàu cho Pfizer, Moderna. Thì cháu nói một cái người mà đã thù dai, ganh tị, đố kỵ đó, cái người mà tiểu nhân mà đốn hèn đó chú, thì họ lúc nào cũng nói để mà cho chết, nói mà ít bây giờ khen ai ấy, chỉ có chỉ trích hạ bệ và ngậm máu phun người. Thì cái đó là cái nghề của ông Trump mà bao nhiêu năm nay mình biết mà. Thì ông đã từng nói là phải rút ra quân Afghanistan. Đã cháu đọc một vài nha. Chút nữa mình nói Afghanistan trở lại COVID-19. Thì mình theo CDC, theo FDA, theo những nhà chủng học, chủng tể học, và dịch tể học, mình theo khoa học, người những cái nhân viên chất xám của đất nước mình khuyên như thế nào mình làm theo vậy. Chú Bách thấy không? Thì bây giờ người ta khuyên lên chích mũi thứ ba thì mình chích thứ ba. Thì quý vị là nhớ, nếu quý vị là chích Pfizer thì mũi thứ ba là Pfizer, Moderna là mũi Moderna. Còn Johnson Johnson họ có thể khẳng định cần cái mũi thứ hai trong thời gian rất ngắn đây chú. Thì cái data cũng sắp hoàn tất. Thì nói chung cái mũi thứ ba là cái đô nó cũng giống như vậy. Nó phải là 8 tháng sau khi cái mũi thứ hai. Nhưng mà những người mà bị bệnh nền, những người bị yếu, hệ thống miễn nhiễm của họ yếu, những người mà bị ung thư, những người bị bệnh HIV đó chú, hoặc là những người mà thay ghép nội tạng đó, hoặc những người uống thuốc steroid, những thuốc mà Imuran, những thuốc mà làm yếu đi cái hệ thống miễn nhiễm của mình, và thì những người đó có thể trong vòng 8 tuần thôi, tức là 2 tháng là sau cái mũi thứ hai đó họ có thể được chích luôn đó chú. Cho nên hiện giờ rất là nhiều người đã bắt đầu đi chích. Thì khi mà quý vị đến bất cứ một cái Walgreens, CVS, Seymour nào đó, quý vị sẽ thấy một cái attest, tức là một cái tờ giấy nó có những questionnaire mà mình trả lời câu đó hỏi xong mà họ thấy mình hợp cách, hợp lệ, hợp qualified đó, tức là đủ tiêu chuẩn để mà chích mũi thứ ba, thì họ sẽ chích cho quý vị. Hiện giờ chúng ta phải đợi đến 20 tháng 9 thì chúng ta những người như chú hay cháu mới chích được. Còn hiện giờ thì là cho những người mà bị bệnh nền, những người mà bị cấy ghép nội tạng, và những người mà bị bệnh HIV, những người mà bị bệnh mà tự nhiễm, mà hệ thống miễn nhiễm họ yếu, họ on Remicade, Embrel, hay là những cái thuốc mà nó làm cho hệ thống miễn nhiễm mình yếu đó chú, thì họ nên chích trong vòng 2-4 tuần là sau khi cái mũi cuối cùng họ phải chích. Cho nên cái mũi thứ ba cùng một đô đó thôi, người chích mũi nào thì chích mũi đó, không có nên chích. Bây giờ có câu hỏi với bác sĩ để thử gây cho là cụ thể, thì theo cái tinh thần mà hướng dẫn của các bác sĩ chuyên khoa đó, thì họ nói là mình sau 8 tháng, tức là kể từ cái ngày mà chích cái mũi thứ hai 8 tháng sau, phải không? Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai đó, nếu trước đây mình chích Pfizer hay là Moderna, nhưng mà bây giờ mình chích chéo được không? Tức là trước đây là Moderna, không đây. Không, phải. Mũi nào chích đúng cái mũi đó, không có nên chích chéo. Vâng. Cái ông Johnson Johnson có thể ông cũng đang nghiên cứu là cái mũi thứ hai của họ đó chú, là cái đô là một nửa, hay là cái đô gấp đôi, hay là cái đô giống như vậy, để mà họ so sánh khi mà chích cái mũi booster, mũi tiêm bồi đó, là họ nghiên cứu rồi mình nên chích theo cái đô nào. Họ cũng đang nghiên cứu trong tiến trình mà chích cái mũi thứ hai cho họ. Còn Pfizer, Moderna thì cháu không nhớ là ở đâu mà nói là họ chích cái mũi thứ ba là mũi tiêm bồi đó, booster đó, là cái đô nó phải một nửa hay là đô giống như đô số 1, số 2. Nó cháu không nghe nói, cho nên cháu nghĩ là cái mũi thứ ba là cùng cái đô đó luôn. Thì những cái side effect, những cái biến chứng mà nếu dùng mình có thể mình sẽ bị nữa. Thì khoa học chứng minh là khi mà chúng ta chích mũi thứ ba đó chú, thì cái hệ thống miễn nhiễm của mình đó, cái antibody của mình đó chú, cái kháng thể đó sẽ tăng lên gấp 10 lần. Thì cái khả năng nó kháng đề kháng lại biến thể Delta đó chú, nó hiệu
nó hiệu năng nó cao hơn, nó sẽ không có bị mai một, nó không bị dèm xuống tới 20-30-40%. Tại vì mình thấy có những người, như số chú thấy có 3 hay 4 người thượng nghị sĩ Cộng hòa mà sáng nay người ta mới nói là đã chích ngừa rồi, mà không biết chích ngừa loại nào, mà chích có đầy đủ hay không, 1 hay 2 mũi, mà chích từ lúc nào mình không biết, mà họ đã contract, tức là bị nhiễm COVID-19 đó chú. Mà hiện giờ trên 90% là tất cả cái COVID-19 hiện giờ là Delta variant hết, cho nên chúng ta không cần phải check nữa. Nếu mới check thì các nhà khoa học họ đang check coi có những cái Lambda, Epsilon hay là những cái nào mới thôi, chứ còn đa số là chúng ta biết chắc là những cái nhiễm trùng bây giờ là Delta variant hết, thưa chú. Dạ vâng. À, chiều hôm qua, tức là thứ tư ngày hôm qua đó, thì cựu tổng thống Donald Trump có một cuộc phỏng vấn với Newmark. Thì khi phỏng vấn với Newmark thì ông nói như thế này, ông trả lời với cái người mà ký giả đặt câu hỏi đó, thì ông nói là tôi đã chích ngừa rồi, chắc anh cũng đã chích, và chúng ta rất là hãnh diện là chúng ta đã có vaccine. Và ông nói là nhờ ông bỏ hàng tỷ đô la cho nên vaccine mới có hoàn hảo. Và ngày hôm nay thì đây là lần đầu tiên nha, tôi muốn nhìn thấy tất cả mọi người đều chích. Đây là lần đầu tiên mà ông Donald Trump ông chích, ông xác nhận là ông đã chích rồi và ông khuyên mọi người đi chích. Thì bác sĩ nghĩ sao, mặc dù cái câu nói nó muộn màng, nó không phải là câu nói ngay từ đầu. Nếu mà từ đầu mà ông đi khi ông chích và phu nhân đó, bà vợ ông đi chích đó, thì thông báo cho người ta biết. Bởi vì chúng ta thấy là cựu tổng thống Obama, cựu tổng thống George Bush hay là cựu tổng thống Bill Clinton khi chích đó, đều có các đài truyền hình để hộ chiếu. Dù sao họ đó là cái biểu tượng, họ tin tưởng những người mà lãnh đạo đất nước, cựu lãnh đạo bây giờ chích như vậy thì người dân họ tin tưởng. Nhưng mà trong suốt cái thời gian vừa qua đó thì ông Trump ông không có nói được, ông còn nói kỳ tuần lễ vừa qua ông đi Phoenix thì ông nói là tại người ta không chích là người ta không có tin tưởng vào ông tổng thống Joe Biden, vân vân và vân vân. Lúc đầu thì ông kêu lúc này thế kia, nhưng mà hôm qua ông trả lời với Newmark thì ông xác nhận là ông nói là chúng tôi muốn nhìn thấy mọi người đều chết. Đây là lần đầu tiên. Bác sĩ có ý kiến gì về vấn đề này? Cái điều phải ông chị ông nói cách đây 8 đến 10 tháng thì đỡ biết bao nhiêu thưa chú. Lúc mà ông chích ở White House. Nhưng mà gần đây, cách đây mấy ngày ông có nói ở một cái rally của là những người mà cử tri Đảng Cộng Hòa, ông nói là ông không muốn do a favor cho ông Biden. Tại vì khi mà cái số lượng người chích, ông biết điều đó chứ. Một người có trí thông minh bình thường nói là cái số lượng mình chích mà nhiều ở nước Mỹ này thì cái số người bị bệnh ít đi và cái hiệu năng và cái hiệu quả mà phòng chống đối phó đại dịch của chính phủ, chính quyền đương nhiệm nó sẽ sáng láng hơn. Thì như vậy ảnh hưởng đến cái số phiếu mà đi bầu vào năm 2022 và 2024. Cho nên ông nói là ông không làm một cái điều mà tốt cho Biden, là không có làm một cái công ơn cho Biden, không có làm một cái favor cho Biden. Cho nên mình thấy cũng thích cười. Nhưng mà hôm nay hôm kia ông nói là ngược lại thì thích, ok, hy vọng là những người nào mà theo ông Trump đó họ sẽ không còn có cái định kiến, cái chính kiến, cái tà kiến, bàn môn tả đạo, tà ma ngoại đạo của QAnon đó. Chú thấy có cái ông mà người cha mà ông ấy tên là Taylor Coleman đó chú. Mà ổng đã tin vào QAnon đó chú, mà ổng lấy súng mà bắn cá đó, súng mà bắn những cái mũi tên mà giết cá đó, mà ổng giết hình như 3 đứa con của ổng, rồi ổng nói là tại vì ổng theo cái một trong những cái giáo đồ cuồn tín của tụi mà QAnon đó chú, mình biết một số ca sĩ hay là những nhân vật mà cũng có tiếng trong cộng đồng cũng mà trên Facebook nhiều người biết lắm, là đệ tử của là những giáo đồ của QAnon đó chú. Thì ông này ông nói là theo QAnon thì người ngoại hành tinh là những cái loại mà bò sát đó chú, reptile đó, là nó đã đội lốt con người sống trên đây, cho nên ông phải giết những đứa con ổng, tại vì những đứa con ổng kế thừa cái DNA của vợ ổng, là DNA đó của những cái dòng giống bò sát ngoại hành tinh muốn xâm lấn địa cầu này, cho nên ổng phải muốn bảo vệ địa cầu, bảo vệ con người. Trời ơi. Còn cũng sáng nay cũng có một tay mang bom mời đòi gọi nói chuyện với ông Biden, hắn ta muốn gọi cho Biden để mà nói Biden là kêu gọi tất cả những người đảng Dân Chủ tụi bay là từ chức hết đi để cho
ông Trump hay bất cứ ai mà không phải là đảng Dân Chủ lên nắm quyền nước Mỹ này, chúng tôi hắn ta cho nổ năm, hắn ta nói là có năm cái chiếc xe trong đó có chứa bom và trong đó có bốn người đồng chí của hắn ta đang chờ, mà nếu mà cảnh sát bắn hay là cảnh sát mà phá cửa chiếc xe vào ông là tất cả những cái bom nổ của hắn ta là sẽ nổ, sẽ hai block đường ở đó là sẽ tan thành mây khói hết. Hiểu thấy không? Có những người mà nó theo cái chuyện bàn môn tả đạo tà ma ngoại đạo, thì cái đám đó mà đi theo ông Trump và QAnon nó hy vọng có một số người tỉnh táo lại và phải đi chích ngừa. Tại vì chú thấy không, cái ông mà Raymond Burke ấy, ông là Đức Hồng Y phải không ạ? Ông nói vaccine, nói xấu vaccine là chứa những cái microchip để mà chích vô để mà theo dõi con người ta, rồi ông lên án những người nào chích là đệ tử của Satan, là mang cái tội gọi là sát nhân mà tập thể của toàn cầu. Thì bây giờ bản thân ông đã bị COVID-19 và ông đã lên máy thở, bây giờ không biết ông có còn có chống cự mà sống sót được hay không thì chúng mình chưa biết. Bây giờ trước mắt chúng ta thấy những cái sự thật, những cái khoa học, những cái logic, những cái hiển thị rõ ràng như vậy, mà rất là nhiều người là hy vọng là những người Việt Nam chúng ta là nghe đài Hoàn Bách này và nghe những cái đài của những người mà dư luận viên mà bàn môn tả đạo tà ma ngoại đạo, mà nghe những tin tức của Epochai, New Max, OAN, rồi InfoWord, rồi Federalist, Executioner gì đó, có nhiều là Fox News. Ông Trump vừa rồi trên Fox News đó, có thể ông có nói gì đâu, tôi là người đã bắt đầu cái tiến trình mà kéo rút quân ra khỏi Afghanistan, tất cả những cái binh lính Hoa Kỳ chúng ta sẽ đoàn tụ trở về nhà. Biden không thể nào ngăn chặn được cái tiến trình này. 21 năm đã quá đủ rồi. Biden không thể nào ngăn trở được cái tiến trình này. Biden muốn lắm, nhưng mà cũng không thể làm được điều này. Mình sẽ nói về Afghanistan, nhưng mà bây giờ nói thêm một chút xíu về cái COVID rồi chú. Cái COVID. Thì cái ông Matthew đó, ông nghĩ là, ông là QAnon, mà ông nghĩ con ông là có cái, cho nên những người mà bàn môn tà đạo nghĩ là vaccine mà chết người, có một số bác sĩ mà cháu biết ở đây, ngay cái ba nhà thương đây, là nhà ông đã chích vaccine rồi mà ông còn đi rao giảng vấn đề chống vaccine, mà nói là chính phủ là muốn giết chúng ta. Anh ta đi gọi phone cho những case manager để nói những chuyện bàn môn tà đạo, những chuyện mà thuyết âm mưu đó chú. Bây giờ ông bác sĩ ở đây đã bị suspend ở hai nhà thương rồi. Nhà thương On Coast Farm Valley là bị suspend, không có cho làm. Chỉ còn một nhà thương Garden Grove là thấy ông ta vẫn làm. Thì chú thấy không? Có những người trí thức mà khi họ đã cuồng rồi chú, cuồng điên, mang dở rồi, mang dại, họ không còn care cái gì hết. Tại vì khi mà nói họ thấy sướng, họ thấy khoái, họ cảm thấy họ đang làm một công chuyện mà đại nhân đại nghĩa, cứu độ quốc gia. Cháu cũng có thể cháu nghĩ cháu không có làm những chuyện to tát to lớn gì, cháu chỉ là một người bình thường muốn chung với một nhóm các anh chị em, các bậc trưởng thượng, những cô dì chú bác, những người khoa học, bác sĩ hay là luật sư đó, để chứng minh cho cộng đồng chúng ta biết là chúng ta là một cộng đồng dân chủ, là có tiếng nói như thế này, cũng có những tiếng nói như thế kia. Vậy thì bà con cô bác chúng ta nên nghe hai bên, đừng có nghe chỉ một chiều, nghe hai bên xong ngồi đó mình tự nghiên cứu cho mình, chọn cho mình một cái định hướng, một cái thiên kiến, một cái định kiến nào đó để quyết định cho mình. Mình thấy người nào mà nói có lý, hợp lý thì mình theo. Cái đó là cái một cái cứu cánh tối hậu cuối cùng mà cháu muốn nói. Cháu muốn đứng về phía có nói những cái điều mà cháu nghĩ là đúng, để mà nó tồn tại song song với lại những người mà nói những cái chuyện mà cháu nghĩ là nó không đúng và nó làm hại cho cái sức khỏe tinh thần và cái tư tưởng của người dân Việt hải ngoại cũng như trong nước nữa. Thì cháu muốn chứng minh cho Việt Nam hải ngoại và những người Việt Nam chúng ta biết là chúng ta là những người tôn trọng dân chủ, tôn trọng mọi người đều có được nói ý kiến hết. Khi mà trong cộng đồng chúng ta có ý kiến của người này nói như thế này, có ý kiến của ông Ngô Văn Định nói như thế này, thì chúng ta mới thấy đó là cái xã hội dân chủ, phải không chú? Đó.
cháu không có cấm ai hay nói ai phải ngừng lại, câm miệng hay là không được nói no no, cháu không bao giờ nói điều đó. Họ có quyền nói những gì họ sai. Nhưng khi mà họ đã biết, họ đã chích ngừa rồi chú, gia đình họ chích ngừa rồi, mà bây giờ họ đi ra nói người ta là chích ngừa là chết người, không nên chích. Như vậy thì quá bậy bạ đi, chú thấy không? Mình làm một chuyện mà mình đi lại nói ngược lại. Có nhiều người mà trí thức mà đi, những người giám mục, linh mục đó, chứ thấy không? Có những người đứng lên TV hay lên trên truyền thông mà nói là đừng có nên chích ngừa. Chích ngừa, anh là người giết người, tại vì chích ngừa mang những cái tế bào của những thai nhi đã bị phá. Những điều sai sự thật, phản khoa học và gián tiếp sát nhân. Những người đó, những kẻ mà cháu nói, những kẻ sát nhân một cách gián tiếp, những người đó sẽ đối diện với karma, đối diện với cái nhận cái hệ quả luật nhân quả của nhà Phật. Cháu nghĩ không sớm thì muộn, quả báo nhãn tiền chú, những người đó sẽ gặp những cái quả báo ngay trong đời này của họ, chứ không có đợi đến kiếp sau đâu. Vâng, DeSantis, Greg Abbott, okay, những tay mà Jory Taylor Green á, mà chơi tay lai đen á, những hay là Lawrence Boebert, những tay mà nói chuyện trên trời đó, nói láo nói sạo. Cháu nghĩ những người đó sẽ bị quả báo nhãn tiền ngay trong đời này, kiếp này chúng ta sẽ thấy. Vâng, thì bây giờ thì tiếp lời với bác sĩ, chúng ta biết là Đức Giáo Hoàng có thể là nó là người lãnh đạo tối cao nhất bên Giáo hội Công giáo, và Đức Đạt La Lạt Ma là cũng là người lãnh đạo lớn bên Phật giáo. Cả hai vị này cũng đã chích và kêu gọi người dân nên chích ngừa. Chỉ có vaccine mới có thể làm một cái liều thuốc mà có thể trị liệu cái COVID, mà không những là chích cho chúng ta, cho gia đình chúng ta, mà cho cộng đồng, cho xã hội nữa. Đây là cái trách nhiệm của mọi người. Cho nên những người mà tới giờ phút này còn đi theo cái thuyết âm mưu, thuyết mình không hiểu là tại sao như vậy. Nhưng mà thưa bác sĩ, qua cái sự trình bày của bác sĩ thì chúng ta thấy là Tổng thống Joe Biden cũng CDC họ cũng kêu gọi là tất cả, đặc biệt là các cái hội người già, mà những nhân viên mà gọi là lo săn sóc, chăm sóc các cụ già lớn tuổi đó, thì cũng phải bắt buộc phải chích vaccine. Và lên máy bay hay là đi du thuyền, bất cứ ai đâu cũng chích vaccine. Thì bây giờ qua cái sự kiện mà hai ông thống đốc, là ông thống đốc ở tiểu bang Texas và ông thống đốc ở Florida, hai ông này đó là có thể nói là đi là đồ đệ của ông Trump. Nhưng mà thật sự cái sao bản của ông đó không có thể bằng ông Trump. Ông Trump ông nói vậy chứ mà ông có ma lực để ông lôi cuốn người ta bằng cách nào đó mình không biết. Ông có thể nói bậy mà người ta vẫn tin. Trong khi đó ông Abbott hay là ông DeSantis là những cái người mà không có hiệu nghiệm, mà cũng bắt chước theo cái phong cách của ông Trump thì nó không đạt được hiệu quả. Bây giờ có nhiều vụ kiện của các cái trường hợp, có cái khu học chánh hậu kiện là vì con em của họ cần phải đeo khẩu trang để chống lại. Mà hai ông này, đặc biệt là ông Abbott, thì cách đây mấy ngày thì ông đã bị dương tính rồi. Bây giờ ông bị cách ly. Cho nên một người như vậy mà bác sĩ biết không, ông Abbott là một người cũng đi xe lăn nữa. Như vậy là ông cũng thông cảm, ông có hiểu người khác, trong khi người bệnh mà trong khi cứ kêu gọi người ta là không bắt buộc, ai muốn chích thì không chích. Bởi vì trong quân đội bây giờ họ cũng bắt buộc phải chích nữa. Bác sĩ nghĩ sao về hai ông thống đốc đó? Và bây giờ cái luồng dư luận càng ngày đó, người ta còn phẫn nộ vì hai ông thống đốc này. Vì sao? Mình đã chích rồi thì những người không chích đó họ lay cho mình, cho nên mình phải lấy án phẫn nộ về vấn đề này. Bác sĩ nghĩ sao về cái vấn đề đó? Vâng, cháu nghĩ hai ông này họ muốn câu phiếu thôi. Họ biết là cái đám mà cháu nói đa số là những Mỹ trắng mà thượng tôn thượng đẳng, mà ghét người da màu, ghét những người mà di dân, ghét người mà Hồi giáo đó. Những da trắng mà nó lo sợ là nó trở thành minority năm 2030 đó, thì số lượng người da trắng đó, với lại là nó gọi là non-Hispanic white, họ nghĩ là họ sẽ trở thành minority, chứ nó có những điều bất an, lo sợ. Cho nên họ phải tìm cách nào mà vẫn nắm lại cái quyền lực của đất nước Mỹ này. Thì khi mà họ đã chủ đích muốn như vậy rồi thì họ phải làm tất cả để đạt được mục đích. Thì những tay này họ biết là để mà được người bầu phiếu đi giữ những cái địa vị của mình, để có thể mà tranh cử tổng thống vào năm 2024 như là DeSantis đó chú, thì họ phải cần có cử tri. Cho nên họ phải làm tất cả, họ phải láo xạo lận lọc, họ phải bán cả cái tôn nghiêm, bán cả cái nhân cách, cái lòng tự trọng tối thiểu một con người
Cháu nghĩ trong trong tương lai lịch sử đó sẽ ghi những cái tên, những tay mà cháu gọi là côn trùng Lương Sơn Bạc, những tay mà gọi là súc sinh của nhân loại này. Cháu nghĩ là những tay này sẽ đi vào lịch sử Hoa Kỳ một cách là ô uế hoen ố đó chú. Rồi chúng ta sẽ thấy thôi, đi ăn kít với lại cách áp bứt với lại Ron chơi xong, Ron chon xong thì nắm lấy tay mà, hay là ma chơi Taylor điên, Taylor điên con khùng điên đó. Cháu nghĩ những tay mà khốn khổ đó chú, Les Miserables đó. những tay đó cuối cùng sẽ đi vào lịch sử mà tồi tệ, mà đáng khinh bỉ, mà đáng phỉ nhổ của lịch sử Hoa Kỳ. Chú thấy không, có một học sinh 13 tuổi đã chết vì COVID-19, mà khiến cho ở bên Mississippi đó, ở ngay cái vùng mà quận hạt mà Smith đó chú, mà họ phải đóng cửa rồi. Thì trong đó ở đây có khoảng 20.000 người học sinh đang học, bây giờ đang bị cách ly. 20.000 học sinh cách ly tại vì COVID-19. Con số này chiếm khoảng 4.5% cho tổng số học sinh ở cái ngay cái quận hạt này. Thì cho đến giờ này khi mà họ muốn tập trung lại để mà họp vào ngày thứ tư, tức là ngày hôm qua đó chú, họ nói làm cái đối sách nào để mà cho không bị dương tính lên. Thì cái đó là dễ dàng là anh đeo mask thôi, nhưng mà họ lại không nói. Ở những khu mà redneck nhiều đó chú, những khu mà cộng hòa mà hard war đó, họ làm cách nào họ chỉ sợ mất phiếu, họ chỉ sợ cái base họ giật, họ sợ là bị không được bầu cử, họ sẽ bị mất cái quyền lực. Họ để cái quyền lực, cái chức vụ của họ, cái khả năng thắng cử của họ trên cái tính mạng của người ta. Họ để cái sự lợi ích của đảng phái của họ, mà cộng hòa của họ, họ đã quên đi những nguyên tắc mà vận hành, nguyên tắc mà điều khiển một đất nước, hay nguyên tắc mà cai trị một đất nước. Bọn chúng quên hết rồi. Chúng ta chỉ nhớ làm sao mà để thắng cử thôi, bằng mọi cách, bằng mọi giá, bất độc, bất chịu phục. Thì bọn này, rồi ở bên Florida, chú biết hiện giờ không? Có 5.000 người học sinh bị cách ly ở một cái học khu ở Florida đó chú. Đó, thì vào hôm thứ hai vừa rồi đó là hàng trăm nhân viên ở học khu Florida này đã bị kết nghiệm dương tính. Cho nên bây giờ họ phải cách ly, chú thấy không? Thì nói chung là cái ông David, Allison David là ông giám đốc của học khu mà ở Hillsborough, ở bên Florida đó. Vừa rồi, ông nói là học khu sẽ yêu cầu đeo khẩu trang, nhưng vẫn cho phép các phụ huynh không cần con cháu họ đeo khẩu trang. Chú thấy không? Mấy người mà vì cái chính kiến, vì cái đảng phái, tôi đã theo phò lãnh tụ tinh tú lão quái của tôi rồi. Ok, Charles Manson của tôi rồi. Bây giờ tôi không làm khác được. Tôi làm khác coi như tôi phản đảng. Tôi làm khác coi như tôi hèn. Cơn khác là tôi để tôi dân chủ thổ tả nó chơi trên đầu tôi. Tôi để tôi đã thắng không được. Tôi phải theo lời của bác Donald Trump. Bác ngày xưa cái 10 điều tâm niệm bác dạy là không có đeo mặt nạ. Đứa nào mà đeo mặt nạ rút súng nó bắn nó chết luôn. Không có giãn cách gì hết. Khai mở kinh tế tự do. Chẳng thà ta chết vì COVID-19 còn hơn là chấp nhận Biden. Chứ thấy là những điều đó thì khi, cho nên ở đây nó không có, vẫn cho phép phụ huynh không cho con mình đeo khẩu trang. Cái cuộc họp khẩn vào thứ tư vừa rồi đó chú. Đấy là xem có xem hết. Bây giờ không biết kết quả cuối cùng là họ sẽ, cháu nghĩ những người mà bưng bô liếm đế, những người mà đến định kiến quá sâu nặng đó chú, đến chết trước khi đóng nắp hòm lại, bọn chúng vẫn nghĩ là họ đúng. Họ không bao giờ thay đổi quê à, tao quê mặt, quê độ xong mày. Coi như tao thua mày hả? Chết tao cũng thua mày nữa à. Tại vì tao là sự thật. Nếu mà tao nhận tao sai, coi như tao không tồn tại nữa. Ngô Bá Định ơi, thôi, mày, tao chết, đóng nắp hòm lại, nhớ như mày, tao cũng không thay đổi ý kiến của tao. Tao nghĩ là đúng là tao đúng, mày đừng có nói sai. Con cháu tao chết, kệ mẹ tụi nó tao, con cháu tao chết cũng sao, tao đúng là tao đúng. Tao chết, có gì tao chết theo tụi nó. Chú thấy không? Cái bọn mà nó đã bị định kiến, giống như là hôm qua cháu đi gặp lại những người bạn mà từ Sacramento, anh này ảnh là người đầu tiên và duy nhất ở cái thời điểm đó mà nằm ở trên máy thở hết 28 ngày mà được thoát chết. Khi mà ảnh ra khỏi nhà thương Mercy ở trên Merced đó chú, ở gần Sacramento đó, người ta tổ chức ăn mừng liên hoan và tiến đưa anh đi về nhà, đưa tiễn anh về nhà. Thì ảnh về đây gặp. Thì có một anh kia nói là
có một cái chú đó, HO đó, chú nó nói tại sao mà vợ tôi, tại sao mà có tất cả con cái tôi, cháu nội cháu ngoại tôi, tất cả họ đó nó đều bầu cho Biden, chỉ có mình tôi, ông tự hào đó, chỉ có mình tôi là đúng, tôi bầu cho ông Trump mà. Mà tôi không biết tại sao họ bị tẩy não hết trơn rồi. Nó nói là người bạn của cháu, cái người chạm mày đâu chú, bây giờ cháu nói chú hai điều trước khi mà chú chửi cháu hay là cắt bỏ cái tình nghĩa mà chú cháu họ này, thì chú về chú suy nghĩ nha. Chú suy nghĩ đi, cái khả năng những người trẻ mà biết tiếng Anh ở đây, và vợ chú, và gia đình bên vợ chú, và những người con cháu nội cháu ngoại chú nữa, cái khả năng mà họ sai hết mà mình chú đúng, cái khả năng đó nó ít hay nó cao? Và chú nói mà người ta, những người đó người ta coi nhiều cái tài khác nhau, AP, Reuters, BBC, VOA, họ đọc Wall Street Journal, những cái mà Time Magazine, họ nghe là Al Jazeera, họ nghe NSK Internet, họ RFK, FSI, chú thấy không? Những cái đài mà, hay là những cái đài ABC, CBS, những cái đài mà đài local, họ kêu, còn chú chỉ có đài, một đài của một tay nào đó mà trên đài YouTube, chú nghe có một đài ha. Mà là YouTube nữa, nó không phải là cái đài mà nói về tin, nó cái đài YouTube mà chú nghĩ là chú đúng hả? Thì chú đó, chú chỉ mặt người bạn của cháu, anh bị tẩy não rồi, anh cũng giống như mấy người đó, anh sai rồi thôi. Nhưng mà ngày hai ngày hôm sau khi mà gặp lại đổ xăng đó, một điều kỳ diệu xảy ra, chú biết không? Cái chú HO đó, chú nói người bạn của cháu đó, em nói đúng đó, là bạn của cháu ngạc nhiên, bạn cháu nghĩ là chắc là mất mất người chú họ rồi, mất một tình bạn rồi chắc không ai, nhưng mà gặp lại ở chỗ đổ xăng á thì ông đã nói là em nói đúng đó. Thì đó, thì có người ta mà nó đã định kiến chú, người Việt Nam mình, những người HO, những người già ở đây, những người họ tin ông Trump á là sẽ đánh cộng sản để đưa chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trở lại, và sau đó tiêu diệt CCP, tiêu diệt cộng sản Trung Cộng. Ông Trump ông lo cái chuyện có phải bị thưa đi vô tù nữa, là cái chuyện đang thiếu nợ bao nhiêu cả trăm triệu đô la trên thế giới. Ông còn phải điêu với biết bao nhiêu thứ. Chú nghĩ là ông ấy còn có cái sức, cái hơi đâu mà đi mà lật đổ mà cộng sản Việt Nam để đưa chính quyền Việt Nam Cộng Hòa về. Bác sĩ biết là từ cái ngày mà bầu cử mùng 3 tháng 11 thì sau đó những tháng liền ông không hề quan tâm gì tới vấn đề COVID, chữa bệnh, vaccine và gì hết á. Ông chỉ lo cái vấn đề làm sao giải quyết bầu cử để ông thắng cử thôi, bằng mọi giá. Ông không có cái đầu đâu để mà lấy ông suy nghĩ là lo cho đất nước, lo cho dân ấy. Nhưng mà khổ cái là bây giờ thì cái câu hỏi trước khi mình chuyển qua một cái đề mục khác, bác sĩ, là ở cái tuổi là một thế hệ một rưỡi, tức là thế hệ thứ nhất qua đây rồi, thế hệ bác sĩ là năm nay khoảng 50, tức là thế hệ một rưỡi. Ở đây có nhiều người có ăn học, có hiểu biết, một cái văn minh, một xã hội dân chủ. Tại sao kể cả người Mỹ và người Việt Nam họ không nhận chăng ra? Một con người gọi là nó láo không biết bao nhiêu lần, nó mà không biết mắc cỡ, mà gọi là đủ cách cái, sáng nó khác chiều nó ngược lại, không có vấn đề gì hết. Vậy mà người Việt Nam mình là cái người tôn trọng về đạo đức, hàm lễ nghĩa, mà họ lại đi tin nhẩm là sao vậy? Muốn hỏi bác sĩ là cái người mà trẻ gọi là học Tây học, đang học ở đây, thì bác sĩ trả lời cái câu ra sao? Cái này cháu không nghĩ cháu có một câu trả lời thỏa đáng và chính xác, mà cháu chỉ nói về cái gì mà cháu nghĩ thôi. Thì một cái người mà sống đủ 12, 13 tuổi cho lên phải biết một cái điều này. Cái người mà giàu ít bao giờ họ nói họ giàu lắm. Cái người họ thành thật, họ ít bao giờ đi ra khoe rằng tôi là người thành thật. Cái người mà đạo đức á, họ chỉ làm chứ họ không bao giờ đi ra nói tôi là người đạo đức. Cái người mà mạnh đó, cái người mà khỏe mạnh mà có võ này nọ đó, họ không bao giờ đi nói là tôi có võ nha, tôi phải nói. Họ chỉ họ khiêm nhường, họ rất là bình dân giống như những người khác. Chú thấy không? Còn ông này ông đi là ông nói ông Biden là người bán nước, commit treason. Ông nói ông Biden là người yêu nước ít nhất trong tất cả các những người công dân Hoa Kỳ. Ông nói gia đình ông Biden là một cái gia đình, một gia tộc tội ác, criminal organized, tức là có tổ chức, những gia đình mà
mà băng đảng mà mafia mà có tổ chức. Rồi ổng nói những người kẻ hèn nhát, những người loser là những người thất bại bại tướng, mà trong khi ổng là người trốn lính 5 lần, ổng nói người ta cheat, người ta ăn gian ăn cắp cái cục, mà trong khi ổng trốn thuế 10 năm, trong 3 năm đóng có 750 đồng, mà ổng đi đóng thuế bên tàu, ổng trốn lính 5 lần mà ổng đi khuyên người ta phải trở thành một người yêu nước, người patriot như thế nào, mà ông trúng lấy 5 lần, ông trúng lấy mà ông lên Howard Stern đó, lúc mà interview đó, ông nói làm như ông đã đi Việt Nam, ông nói là Việt Nam is still my heart. Bây giờ mở cái video clip, hy vọng nó vẫn còn hay là ông bị xóa hết rồi. Việt Nam is my heart, tôi nên được cái huy chương anh dũng bội tinh của quốc hội là tại vì tôi đã tránh được bị phong tình ở Việt Nam. Ở đi Việt Nam dễ chết hơn là tránh được bị phong tình. Là nếu chết nhiều hơn, có kiểu tránh được bệnh phong tình với lại đàn bà Việt Nam, tại bà Việt Nam dữ dằn lắm, họ nói rằng họ tiếng họ nói xin lỗi là dùng cái chữ là dâm đảng đó, họ rất là, thì nếu mà tránh được cái bệnh phong tình là phải hay lắm, phải được anh dũng thế, nói những câu mà nó xúc phạm nó quốc thể với nước Việt Nam chúng ta, hay là nói những người da màu ở từ đây là những cái shit hole, những cái nơi mà lỗ phân đó chú ơi, những người như vậy đó mà nhiều người Việt Nam đấy, mà những người mà có học, đa số cháu thấy những người đó qua đây có một tí tiền, ở cái nhà khá sang trọng, mặc quần áo hiệu này nọ đó, họ rất là khinh thị coi thường những người mới qua, những người nói tiếng Anh không có không không được, và những người mà di dân sau này, hoặc là những người Muslim, những người mà da nó không được sáng đó chú, những người bản chất họ đẻ ra họ giống ông Trump là low self esteem, là người hay coi thường, khinh bỉ, coi thường ta, hay chê người ta, hay nói xấu người ta, hay tìm cái xấu, cái dở, cái khuyết điểm người ta để mà đả kích nó, chỉ trích nó, để mình người mình thấy nó khỏe lên, ấm bụng, chắc lòng. Tức là make them feel better. Là những người tính bình của họ giống ông Trump, là cái tính không được lương thiện, không có được đạo đức, không có được nhân hậu đó chứ. Cái người mà hay coi thường, người trọng phú khinh bần đó chú thấy những kẻ mà sống bề ngoài hợt hợt đó, trọng phú khinh bần đó, thường thường họ là đi những người qua đây lâu một chút xíu đó, mà gọi là trưởng giả học làm sang đó chú, có một tí tiền, có một tí này đó, mà coi như ta đây là sống thuộc loại là trưởng giả, chú thấy không? Một cái trường Lê Quý Đôn đó, nhiều ngày xưa là con ông cháu cha nhiều, mà ở lại Việt Nam cũng không có nhiều, qua đây nhiều đó, cái số lượng họ bầu cho ông Trump nhiều hơn những anh em business ký 7481 với cháu. Bảy bốn cháu, những người đa số cũng con ông này con ông kia, nhưng mà tụi cháu đa số tụi cháu bình dân, tụi cháu chan hòa, tụi cháu không có khoe khoang phô trương, không có hời hợt, không có dựa vào cái mảnh quần tấm áo hay chiếc xe này, căn nhà hay là những cái vật tùy thân, nó không có làm nên nhân cách một con người. Chú thấy không? Mà chú thấy đi một cái cháu xin nói thẳng luôn, cái lớp 7481 đó của những người trường học ở Lê Quý Đôn đó, đa số là những người mà qua đây lâu rồi đó chú, là làm ăn khá giả đó, họ bầu cho ông Trump nhiều lắm, họ đồng ý ông Trump nhiều lắm. Còn đám 7481 của cháu ha, cái số lượng nó ít lắm chú, đếm đầu ngón tay còn đa số họ thấy đi Huỳnh Thúc Kháng, Tạ Thu Thâu, cầu ông Lãnh, cầu muối, đi chợ Sớm Chiếu, Bến Vân Đồn, nó không đi vô Nguyễn Trãi đánh bia, hay là đi lên chợ Vườn Chuối, Tân Định, hay là Trần Quý Cáp, chú thấy không? Những đứa mà láo xạo, bán đài, bán đổng, nói trên miệng, trên đời khoe khoang này nọ, mà chẳng làm cái gì hết. Hay phô trương, hay là nói, làm chỉ có không được tí nào, mà nói 10, nói 9, nói 10, mình nghe, mình biết liền. Nhưng mà tại sao có người anh chị, những chú bác ở đây, đó, có một tí tiền trưởng giả học dầm trang, mà đã khinh thị, mà bắt chước theo đòi ông Trump, làm những chuyện mà coi thường những người mới qua, coi thường những người mà thất cơ ngã ngựa, chú thấy không? Thứ hai là thích thuế, nó trừ thuế sao được rồi, Ngô Bá Định ơi, mày nói nhiều quá, mày nói sao mày ngu quá vậy, mày đạo đức giả, mày cũng làm ra tiền, tại sao mày không bầu cho ổng, mày mày làm đạo đức giả, mày giả bộ mày nói, mày mày thích, mày cũng thích ổng trừ thuế cho mày, mà sao mày nói mày láo nói xạo quá vậy Ngô Bá Định, thằng nào? Yes, yeah, những người đó giống như ông Trâm lấy giả tiểu nhân mà đo lòng người bình thường. Ông Trâm ổng ngày xưa đó, ổng nói ông Biden là không muốn rút quân ra, nhưng mà không được đâu, ông không thể nào
mà ngừng được cái tiến trình mà rút quân ra. Ông Biden rút quân ra thì những bọn mà aristocrat, những bọn mà trưởng giả học làm sang mà cháu nói đó, mà ông Trump vì thuế, vì được mua súng, thích chơi súng, vì nó quầm những người da đen, da màu lên Muslim dùm cho mình, bầu cho nó để nó chơi, hoặc là những người mà trong quân đội và những người mà nghe hùa theo đó. Ông Trump ông sang quánh tàu, ông diệt cộng sản, ông sẽ mang thế giới này không còn cộng sản nữa. Ông trời ơi là trời. Bây giờ thì biết bác sĩ rất là quan tâm tới vấn đề ở Afghanistan, cho nên có câu hỏi. Nói về ông Trump đó thì bác sĩ biết đó, khi mà những người biểu tình ở bên ngoài tòa Bạch Ốc là ông Trump đã sợ chui dưới hầm rồi. Cho nên trước cái ngày mấy ngày biểu tình mà ở Washington đó, thì nó là cái con người mà gọi là rất là nhát, nó thì hùng hổ, nhưng mà thấy những người biểu tình là sợ chạy xuống hầm, trốn hơn một tiếng đồng hồ rồi mới lên. Bây giờ trở lại cái vấn đề Afghanistan, mà có lẽ là bác sĩ vừa rồi nhắc tới các cái địa danh cầu muối ở chợ bằng cờ, bác sĩ rất là hiểu. Vậy thì cái tâm trạng của bác sĩ vào ngày 30 tháng 4 năm 1935, và bây giờ bác sĩ nghe cái biến cố xảy ra ở Afghanistan thì bác sĩ nghĩ như thế nào? Nhưng mà trước đó thì chúng tôi cũng xin nhắc một chút xíu để cho quý khán giả chúng ta biết. Thứ nhất là năm 1972 mà khi ông Nixon và ông Kissinger ký với Mao Trạch Đông đó, ông Lặng Tiểu Bình đó, là chúng ta biết là Mỹ đã bỏ Việt Nam rồi. Rồi ký cái hiệp định Paris đó vào ngày 27 tháng 1 năm 1973 là chúng ta biết là không rút quân ở Hà Nội về mà còn ở miền Nam, là chúng ta biết Mỹ nó đã bắn đứng Việt Nam rồi, dưới thời của Đảng Cộng Hòa nha, dưới thời của Đảng Cộng Hòa đó. Bây giờ trở lại Afghanistan rất ngắn gọn thôi. Ngày 29 tháng 2 năm 2020, ông Donald Trump đã ký với Taliban là sẽ rút quân vào ngày 1 tháng 5 năm 2021. Tức là mà là không mời cái chính phủ hợp hiến mà đang cai trị ở đất nước Afghanistan. Thì dù người mà dại nhất, ngu nhất cũng biết là Mỹ đã bỏ Afghanistan rồi. Bác sĩ thấy không? Rồi, khi mà đã như vậy rồi đó thì rồi ông Trump còn dự trù là tháng 4 năm 2020 mời Taliban tới ở trại David để mà nói chuyện, nhưng mà bị Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa phản đối, cuối cùng không đi. Thì bây giờ người ta đặt câu hỏi là tại sao quân số của Afghanistan như vậy mà họ không đánh. Thực sự mà nói, nếu nhìn kỹ đó, họ biết là Mỹ đã bỏ rồi thì làm sao mình đánh để làm gì, nó vô phương rồi. Cũng như quân đội Việt Nam Cộng Hòa mình, họ là những người anh dũng, họ chiến đấu từ bây giờ cuối cùng khi mà cắt viện trợ rồi. Còn Afghanistan vẫn còn viện trợ, nhưng mà một cái chế độ tham nhũng, cho nên cuối cùng không đạt được. Thì bây giờ muốn hỏi bác sĩ, qua cái tâm trạng của bác sĩ nhìn những cái hình ảnh đó, mình không thấy có gì bi đát hết đó. Có bi đát lúc đầu, nhưng mà sau đó nó sẽ ổn định. Hiện tại là quân đội Mỹ đang ở phi trường quốc tế ở Kabul, họ kiểm soát để mà đưa những người Mỹ. Bây giờ Tổng thống Joe Biden ngày hôm qua trong khi nói chuyện với ABC News thì ông có xác định là không có một người Mỹ, ông sẽ đưa tất cả những người Mỹ, cuối cùng khi nào mà lấy máy bay rồi thì lúc đó quân đội mới rời Afghanistan. Thì qua cái sự kiện lúc đầu thì có những cái tin tức họ đưa ra, nào là máy bay cắt cánh giống như là ở trên tòa đại sứ của miền Nam ở Sài Gòn, nhưng mà nó khác nhau rất là nhiều. Bây giờ thực sự ở phi trường đó, quân đội của Hoa Kỳ vẫn kiểm soát và vẫn đưa những người Mỹ. Hiện tại đó thì Tổng thống Joe Biden có nói còn lại đó khoảng 10 đến 15 ngàn người dân Mỹ, quốc tịch Mỹ, và khoảng từ 50 tới 65 ngàn những người Afghanistan mà làm việc với coi như đồng minh đó, để mà đưa tới Mỹ. Đó là chỉ còn bao nhiêu thì từ đây tới ngày đó sẽ di tản. Mà ông yên, ông thấy, chúng ta thấy là hiện tại chưa có điều gì đáng tiếc xảy ra. Thì bác sĩ so sánh và nhận định, mời bác sĩ. Bây giờ cháu muốn nói hai phần. Phần thứ nhất là cái chuyện mà rút ra đó, là cái chuyện đã đành, đã xong rồi. Cái người nào mà chỉ trích cái vấn đề rút ra, phản bội đồng minh, bỏ rơi đồng minh hay là gì đó, bỏ rơi người Afghanistan, nhớ lại năm 1975 người Việt Nam mình cũng đã bị bỏ rơi đó. Cái điều đó là sai hoàn toàn. Còn cái vấn đề thứ hai mình nói là cách rút ra đó, nó không được êm xuôi và nó hỗn loạn đó. Và nó là vấn đề mà chúng ta chưa biết ngã ngũ cuối cùng là như nào. Chúng ta không có nên phán đoán và chỉ trích
hoặc là vu khống hay là kết luận một cách vội vàng như vậy. Vậy phần thứ nhất, cái chuyện mà từ năm trước công nguyên 330 chú ông Alexander Đại Đế đó, ông đã đến Afghanistan rồi, khoảng mấy 2 năm sau, 3 năm sau là ông bị Darius III đó, ông vua Darius III đó, ông đánh bại ra. Rồi sau đó là bà vua của India đó, là Muslim mà lúc đó cái thời mà còn ở bán đảo Ấn Độ đó, cũng xâm lấn Afghanistan cũng được một thời gian, rồi sau đó cũng văng à. Sau đến người Nga rồi người Anh, chú thấy không? Người Nga tốn biết nhiêu tiền ở Afghanistan mà thích bắt sang ban thì cũng rút ra đi. Tại vì Afghanistan nó có 14 cái chủng tộc khác nhau, nói tiếng nhiều khi nó không có đồng nhất với nhau, rồi tôn giáo nhiều khi nó sụp sạch. Tuy là cho nên để mà thống nhất, mình điều cai trị một đất nước Afghanistan một cái cách mà đồng nhất đó, mà như một chính quyền nó khó khăn lắm. Cháu nghĩ tương lai cái chính quyền Taliban này sẽ gặp nhiều khó khăn lắm. Cho nên nước Mỹ ở đó 20 năm là quá đủ rồi. 7 đời tổng thống trở lại từ đời tổng thống Reagan đã có cái vấn đề là Afghanistan rồi. Cho đến ông George Bush cuối cùng ông mới đóng quân ở đó 2001 để thực hiện cái cứu cánh cuối cùng là gì? Là để đừng có cái 911 thứ hai xảy ra nước nước Mỹ, và điều chúng ta đã đạt được cái thử nghiệm đó. Có nhiều người nói là để mà thực hiện một đất nước dân chủ tự do ở Afghanistan, cái điều đó là nước Mỹ không bao giờ đặt ra cái điều đó cho nên điều đó không được, tại vì cái tôn giáo, cái văn hóa tập tục và cái tính hạnh, cái personality của họ và cái họ sống chết với lại cái Sharia, tức là cái giới luật ở trong King Koran đó chú. Khi họ sống chết cái Sharia là cái cách đối xử này người phụ nữ đó, nó không bình đẳng như nam và nữ, nó không có. Cho nên cái chuyện đó sẽ khó mà xảy ra xây dựng một đất nước dân chủ. Một nước dân chủ là gì? Là phải dựa trên bầu cử một cách bình đẳng tự do. Cái sự thật ở trong đó có 2-3 sự thật khác nhau. Có những người phụ nữ do đó là họ bị bạc đãi, ngược đãi, họ bị dèm biểu, họ coi giống như là nô lệ, giống như là mình công dân mà hạng thứ cấp, thì làm sao mà cái đất nước nó dân chủ được. Cho nên cái chuyện xây đó là chưa bao giờ người Mỹ chúng ta nghĩ là sẽ biến một Afghanistan thành một nước tự do dân chủ giống như một nước ở Tây phương hay mà ở Mỹ. No, không, cái chuyện đó đừng có đường đặt để lên nước Mỹ. Nước Mỹ chỉ có một điều nhất là tốn gần 1.000 hay tính 2.000 tỷ trong vòng 20 năm nay, chết khoảng chừng mấy ngàn người, 2.500 người lính Mỹ, và bị thương khoảng chừng mười mấy ngàn người thậm chí đó. Thì trong vòng 20 năm nay, để mà làm sao đừng có cái 911 xảy ra lần thứ hai, đừng có để bọn Al Qaeda hay là bọn ISIS hay là bọn khủng bố mà bên Trung Đông đó nhiều lắm chú, nó đến nước Mỹ mà giết người Mỹ, phá hại tài sản nước Mỹ. Tại vì những người Mỹ chúng ta chết cái nó hơn cả bao nhiêu ngàn tỷ đô la đó chú Hoàng Bách, thấy không? Tại mạng người là vô giá, đúng không? 3.700 người chết ở ngay New York đó, nó còn hơn bao nhiêu ngàn tỷ đô la nhiều. Vâng, thì chúng ta là làm được điều đó, bây giờ chúng ta phải rút đi. Nhưng mà rút đi đó giống như một cái bác sĩ vậy đó, cái người đó mà làm bệnh nhân cho một ông bác sĩ trên đó mà không gặp ông bác sĩ đó, gặp những bác sĩ mà mướn làm việc cho người đó, thì cha chung không ai khóc mướn. Người bác sĩ đó khi mà gặp bệnh khó, bệnh mà phải nghiên cứu dài lâu, họ không có cái lòng của người bác sĩ gia đình người đó. Bà, ông là bệnh nhân của ông bác sĩ mà mướn tôi mà, cho nên tôi hôm nay tôi gặp cái bệnh này tôi ráng được 15-20 phút là xong rồi, sau đó hy vọng là bà sẽ gặp cái anh bác sĩ bạn tôi chứ đừng gặp lại tôi, tại vì nó tốn thời giờ lắm, suy nghĩ không được. Mà những lần mà đi lên chùa đi chiền đó, cái tình bác sĩ nó không có, nó cũng có nhưng mà đợi một số ít thôi chú. Nhưng mà tại vì tôi, bà không phải là bác sĩ gia đình, bệnh nhân ruột của tôi, bác sĩ gia đình chính của bà là cái ông ở trên đó đang mướn tôi đó. Cho nên những cái chuyện gì tới đó, họ bán cái chạy đạt, họ không có hết lòng chịu trách nhiệm để chữa cái bệnh nó tới nơi tới chốn. Cho nên cái bệnh người đó là cứ bệnh mãn tính, kinh niên, cứ tái đi tái lại hoài mà không bao giờ tìm được cái gốc bệnh, không chữa được gốc bệnh, tại vì nó khó, tại vì nó nhiều khê, tại vì nó chắc chở, tại vì nó tốn nhiều thời gian. Thì cái chuyện mà Afghanistan làm sao rút quân qua từ đời tổng thống Bush cho tới giờ, ông Obama đó chú đã muốn rút ra từ năm 2014, 11 và 16 ba lần, mà mỗi lần như vậy Taliban nó lại tiếp tục, nó nã đạn, nó đánh tiếp, nó tăng lên và nó tăng lên rất là cả mấy trăm lần, thì bắt buộc phải ở lại chứ, tại vì nó nắm lại chính quyền rồi. Thì xin lỗi chú, tại vì nó hết pin, thì nó lại khủng bố nước Mỹ chúng ta đâu có được. Cho nên nhưng mà ông Biden là cái người bác sĩ mà không có bán cái chạy đạn,
ổng là cái người hảo hớn. Tôi không có bán cái chạy đạn để mà cho cái công việc khó khăn này cho đến đời tổng thống thứ năm sau hai dân chủ hay cộng hòa. Ổng là người tôi không pass tới người tổng thống tới được, tôi là sẽ người sẽ rút quân đi. Mà bản thân ông Trump đã hợp lén với lại, tại vì thằng Nga nó binh của Taliban, ông Trump là gian tế của Nga, thì ông Trump ổng muốn hòa đàm với lại tụi Taliban, ổng họp với nó ở Camp David bao nhiêu lần, chú Kim Jong Un lại rất là nhiều đảng cộng hòa đứng lên tiếng mạnh mẽ và tố cáo và nói là phải ngừng lại, không được làm, nhưng mà ổng vẫn tiếp tục bí mật thương lượng với nó cho đến ngày 29 tháng 2 2020. Pompei ở ngay Doha Qatar đó, họ mới ký cái hiệp định Doha mà song phương thôi, chứ không có cái chính quyền Afghanistan. Chính quyền nó nói là anh tụi bay ký với nhau đâu có tao đâu, đâu coi tao là gì đâu đó, thì cho nên họ đâu có chấp nhận cái đó. Nhưng mà bản thân cái chính quyền và quân đội của Afghanistan là quân đội nhiều khi nó có cái tên để mà lấy tiền của Mỹ thôi, chứ cái người lính nó nhiều khi không có tồn tại nữa chú. Đến họ mà anh trên rồi chốc nó tham nhũng, nó móc tiền á, nó lấy tiền hết rồi, nó bỏ chạy hết rồi. Cái đứa mà có tiền có giàu nó sợ chết lắm, nó không có vì dân chủ độc lập tự do và cái sự tồn tại của cái đất nước tự do mà nó yêu, nó không có đâu, nó phải bỏ chạy thôi. Thì những người như vậy làm sao mà chúng ta ở lại được? Cho nên cái chuyện mà bỏ chạy bán đứng hay gì là tào lao. Nước Mỹ này 5 đến 7 đời tổng thống đã phải muốn rút ra, tại vì nước Mỹ đã tốn biết bao nhiêu tiền của và tính mạng của người lính con em chúng ta rồi, tới lúc phải ngừng là phải ngừng. Mà người ngừng là người sẽ chịu trách nhiệm ghê gớm lắm. Ông Biden ông mới lên có 7 tháng chú theo, mà ông phải điêu với lại đại dịch, điêu với kinh tế, điêu với sự chia rẽ, bạo động, nổi loạn, riot. Ông phải điêu lại cái uy tín nước Mỹ đang bị sa sụp trầm trọng bởi những cái đồng minh. Ông phải điêu với lại Trung Quốc, Nga Xô, cyber attack. Ông điêu quá nhiều chú thấy không? Chú biết năm 2020 đó, khi mình vào làm nghiên cứu, họ thăm dò những người Mỹ, chỉ có 12% người Mỹ biết là người Mỹ chúng ta có quân đội đặt ở Afghanistan. Tại vì họ phải điêu với đại dịch, phải lo bầu cử 2020 chú theo. Đâu có ai biết ở chúng ta ở Afghanistan mà có quân lính Mỹ đóng ở đó đâu. Mà quân lính Mỹ đó, Nga Xô, nó treo đầu người là 10.000 đô. Taliban mà giết được một thằng lính Mỹ, mà ông lính Mỹ đó, nó cho 10.000 đô gửi thẳng vào nhà băng luôn. Mà tình báo cho ông Trump biết, ông Trump không nói một câu nữa. Không có đứng lên mà chửi thằng Nga hay nói thằng Nga vậy coi chừng, hay không có lời cảnh báo, cảnh cáo gì hết. Mà nói một tay chẳng bao giờ có trong tình báo ấy. Bây giờ làm Director National Security là ông tên gì, John gì đó chú. Rồi đưa trước quốc hội mới nói là từ đây về sau những cái báo cáo về tình báo không có được nói trước quốc hội nữa, mà gửi qua email rồi. Trời ơi là trời, những cái báo cáo mà Nga Xô nó đang tiến hành lũng đoạn, phá hại, sách nhiễu, thay đổi một cách thiên vị cho những người mà ứng cử mà có lợi cho bọn chúng nó vẫn còn làm. Năm 2022-24 này chúng nó vẫn còn tiếp tục làm. Chứ cháu nói cái điều đó là điều cháu sẽ giận vô cùng, giống như cái đứa là vô nhà cháu, nó hiếp dâm vợ cháu, mẹ cháu, mà bây giờ nó ngồi chững chạc đó, nó kêu cháu phải mang trà ra cho nó uống nữa. Chú thấy cái bầu cử là cái mà thiêng liêng, mà cái là tối cao nhất của một đất nước dân chủ, mà nó vô nó phá, mà nó nói là tao phá như vậy đó, mày làm cái gì tao? Tao làm từ năm trước năm 2016 là bây giờ tao tiếp tục làm nữa đó. Mày có ngon mày đối phó đi. Chú thấy không? Nó chửi vào mặt mình, nó phun nước miếng vào mặt mình, nó ăn cắp, nó vô nhà mình, nó ngồi nó tàn phá gia đình mình, nó hiếp bức gia người nhà mình, mà nó ngồi chõm chạy trên đi văng trên ghế sofa mà nó kêu mình phải rót nước cho nó nữa. Chú thấy cái này là đối với cháu là giận dữ rồi. Nhưng mà ông Trump không có nói một tiếng nào với tụi đó không? Ông Trump là gian tế của nó, làm những cái gì để có lợi cho nó. Cái vụ mà trade qua lại tàu đó chú, tàu nó mua đầu này đổi qua mua cho Nga đó, năm 2019 Nga nó thâu gần 100 tỷ đô la cái tiền mà bán đầu này cho Trung Cộng đó chú. Chứ không làm những chuyện mà có lợi cho Nga không à? Mai mốt chúng ta sẽ thấy có những cuộc mà prosecution, tức là đấu phải truy tố ông Trump với những hành xử mà ông làm việc một cách mờ ám, mà collude hoặc là gian tế, gian thông. Nga trong tương lai sẽ có những cái việc đó cho coi. Đó thì trở lại vấn đề,
cái vấn đề mà cái chuyện mà rút ra là không phải ông Biden làm, chứ những người nào nói ông này bỏ B hay là abandon and tức là phản bội đồng minh, những người giúp cho mình là những người nói xạo. Những người đó chú ngay trên Facebook cái tay đó, cháu còn nhớ tên mà cháu muốn nói. Nó nói nhìn cái cảnh, chiếu cái cảnh 75 rồi chiếu cảnh 2001, nhìn lại thấy thương cho những người Afghanistan, nhớ lại đồng bào chúng ta ngày xưa năm 75 đã bị bỏ rơi nào, bây giờ thương cho những người Afghanistan. Mà hắn ta rõ ràng nhìn lại Facebook của hắn ta mấy năm về trước, hắn ta là người ủng hộ ông Trump, vote cho ông Trump 2 lần. Ủng hộ ông Trump vấn đề là không cho người Muslim vô đây, không cho dân Nam Mỹ Latin, dân Mỹ qua cái border wall đó phải cầm ra tài chúng đem tội ác tội phạm qua đây, băng đảng qua đây, đó là bán thuốc qua đây, không ma túy qua đây, rồi chúng nó sẽ gây ra COVID-19 là do tụi nó chứ không phải do ai hết. Theo những câu mà nó ngu mà nó kém trí mà bất nhân vô đạo đức. Bây giờ chính cái tay đó đó bầu cho ông Trump đó, và biết ông Trump là người quyết định đã phải rút quân, ký cái hiệp định mà Doha kêu rút quân ra khỏi Afghanistan, đã biết những cái đó rồi, hắn ta bây giờ vẫn nói là Biden là kẻ phản bội, bỏ rơi đồng minh, những người Afghanistan rất là cô đơn, rất là đau đớn. Cái bản chửi Biden một cái thậm tệ, nói nên resign, từ chức đi ông Trump, thấy không? Ông là người đã ký cái đó. Bây giờ ông Biden ông nghĩ cho đến nước Mỹ thôi, ông giống như những người 7 người tổng thống khác thôi, ông phải rút quân thôi, mà ông chịu trách nhiệm về đó. Gặp một cái đứa mà hèn hề lý thông thủ khác, nó cũng mà đợi cho đến cái đứa tổng thống kế tới mới làm, chú thấy không? Mà ông Biden là người hảo hớn đứng ra làm và chịu trách nhiệm. Thì bây giờ cái vấn đề đó là cái vấn đề không có tranh cãi nữa chú. Rút ra, cháu là người công dân Mỹ, cháu ở đây 40 năm rồi, con cháu đẻ ở đây nhiều, đây là quê hương của cháu. Nếu cháu được bầu phiếu cho cái người mà quyết định, cháu muốn cái người lãnh tụ lãnh đạo đó rút quân khỏi Afghanistan, mình không thể ở đó, tốn bao nhiêu ngàn tỷ đô la rồi, biết bao nhiêu xương máu của con em của chúng ta rồi, mà còn trong đó bị chúng nó chửi đó. Dân Afghanistan nó thấy người Mỹ đó, nó coi là kẻ thù. Bản thân ông Trump ông nói nè, hãy rút ra liền đi, tại vì chúng ta không thể nào mà train cho những người mà nó lại bắn sau lưng chúng ta. Những năm về trước ông nói, chú thấy không, chú đưa lên cho tôi bao nhiêu, ông nói những câu mà rất là nè, tại sao chúng ta không ngừng lại tốn tiền để mà rebuild Afghanistan, tức là xây dựng lại đất nước Afghanistan. Chúng ta phải xây dựng lại đất nước chúng ta trước khi xây dựng đất nước Afghanistan. Ông nói rất là nhiều, có khoảng 8 câu đây, không? Mà bây giờ ông lại chỉ trích ông Biden là người rút ra Afghanistan, bỏ rơi đồng minh, thí dụ rất là sai. Cho dù ông ý của ông là cái cách rút của ông Biden đó là hỗn loạn, không có trật tự mà chậm trễ, mà nhưng mà chúng ta chưa biết, chúng ta còn 1-2 tháng nữa phải không chú? Chúng ta còn, có đến tới ngày 31 tháng 8, rồi có thể còn sau đó nữa mấy ngày, có thể stand, cho nghe nói là sẽ stand đến tháng 9 để cho quân đội của Mỹ, của Hoa Kỳ vẫn còn ở đó để tìm cách bảo trợ, để mình di tản những người mà đang làm lại việc cho đồng minh, cho nước Mỹ, tại vì họ sợ bị trả thù, họ bị sẽ bị gây thiệt hại trong tương lai, đi cầm tù bắt bớ đó chú. Thì chúng ta sẽ thấy, bây giờ chúng ta chưa chỉ thấy 1-2 ngày, cái ngày chủ nhật vừa rồi thấy nó hỗn loạn. Bất cứ một cuộc rút binh nào á, thay đổi đời, thay đổi chính quyền đó, người ta bỏ đi ra tới bến cảng hay là phi trường, nó đều hỗn loạn hết. Cái đó là chuyện không có tránh được, phải không ạ? Nhưng mà lợi dụng tình hình này để mà chỉ trích, chửi bới, để mà vu khống, ngập não phương người, để mà đè bẹp ông Biden, cái đó là điều kém thông minh. Cái điều đó cháu nghĩ là không có hợp lý và không có công bằng. Nếu không nói người đó là có cái tính xấu, tính ác, là muốn tao nói cho mày chết luôn, tao lợi dụng này, tao nói cho mày thê thảm luôn, để mà 2022 tao có thể thắng cử. Để có nói cái chuyện những nhà chính trị gia mà những con rắn mà lưỡi không xương, mười đừng lắp léo, nó nói là cái chuyện được. Mà cái điều hay cháu tin ông Biden, cháu thấy cháu là ông Biden và những kiểm điểm nhiệt, cháu sẽ làm là như này. Chúng tôi người Mỹ, công dân Mỹ, không có xanh đỏ trắng đen, không có nâu vàng, không có dân chủ cộng hòa tự do đó. Chỉ có chúng tôi, chúng ta, người Mỹ chúng ta thôi, không có dùng phân biệt cộng hòa dân chủ, thôi thấy không? Cái đó là người rất ư là khôn. Những năm tháng sau chúng ta nhìn lại đã thấy cái chính quyền đó, họ chỉ cầm cụi cấm đầu cấm cổ mà làm gì tốt cho đất nước chúng ta, họ không phân biệt dân chủ cộng hòa gì hết. Mà trong khi cái đám cộng hòa Trumpism là chủ thuyết của Trump đó, nó đang làm những chuyện mà bán nước hại dân, tức là Lê Chiêu Thống cộng rắn cắn già ngà, chúng ta đập phá, chửi bới, hạ bệ, bôi xấu, bôi nhục, làm tất cả gì để triệt hạ cái uy tín của ông Biden, để chi
để mà chúng nó thắng cử vào năm 2022. Nhưng mà cháu là Biden, chính quyền đương nhiệm và những người mà dân cử thật sự đó không có ngại vấn đề thua cử, thắng cử gì hết trơn. Bây giờ nói chuyện là nói chúng ta không có dân chủ cộng hòa gì hết. Chúng ta người dân Mỹ không có trắng đen nâu đỏ, không có da màu khác nhau hết, không có vùng miền gì khác nhau hết, không có cái người chống khoa học, chống vaccine gì đâu. Nếu mà nói về vấn đề mà đại dịch của nguy kinh tế, chúng ta nói dùng chữ chúng ta hết, không có single out, không có phân biệt đối xử với người nào hết, thì cái đó là cái cách coi là vương đạo của chúng. Theo cháu nói là vương đạo đó, mình lấy trí nhân để thay cường bạo, đem đại nghĩa để thắng hung tàn. Cậu Nguyễn Trãi nói câu rất là nổi tiếng. Thì cháu nghĩ là chính quyền bây giờ nếu họ tập trung làm những điều đó, thì chúng ta phải từ từ để coi coi chúng ta còn bao nhiêu ngày tháng để coi cái vấn đề, miễn là chúng ta không tốn một sinh mạng nào của người lính Hoa Kỳ, mà chúng ta đem hết người lính chúng ta về, đem hết những người đã làm việc cho chúng ta, đã có trung thành với chúng ta, đã thí mạng của họ để chúng ta. Mà nên nhớ chú nha, có những người họ làm cho người Mỹ và đồng minh, mà họ vì cái lý do này lý kia, thương cha thương mẹ hay là thương quê hương của họ, hay là lý do gì đó, họ không có muốn đi. Mà khi mà không đi mà ở lại, họ bị cái gì đó, người nhà của họ hay là những người mà làm báo làm chí không thể nào đổ cho chính quyền Biden. Ồ, tại vì ông không đưa những người đó đi đâu đó, tại vì bản ngay từ đầu bản thân họ họ không muốn đi, mà làm sao mà mình bắt họ đi được, chú thấy không? Có đó, hồi đó năm tới tàu 82 tụi cháu, gia đình cháu, gia đình chị cháu tới, sắp tới rồi, nhưng mà sau anh cháu đó chuyển thi dân vận chuyển hồi, nghĩ là thôi bố mẹ còn già, bây giờ đi bỏ lại ai nuôi, chần chờ cuối cùng không có đi nữa, chú thấy không? Và chú nên nhớ cái bà Merkel đó của Đức đó, bà bị chỉ trích vô cùng thê thảm giống như ông Biden vậy đó, tại vì bà không có rút quân đội Đức đó một cách trật tự, một cách êm thấm, không có cuộc rút lui nào mà nó êm thấm trật tự đó quý vị à. Tại vì cái đó thay đổi cuộc đời, thay đổi một cái thể chế, thay đổi tiền bạc, thay đổi mạng sống con người, thay đổi một cái, mà nên nhớ những người đó, đó chúng ta phải tạm dung họ ở một cái nơi nào đó, rồi sau đó phải interview nữa, phải gàn lọc nữa, rồi lúc đó họ mới tái định cư ở một đất nước thứ ba, chứ không phải chỉ có Hoa Kỳ. Chúng ta còn có NATO, chúng ta còn có thôi cháu phải ngừng là chú ạ, tại vì cho nên chúng ta còn có cái NATO và Europe nữa, chứ đâu phải chỉ đổ hết cho mình Hoa Kỳ đâu, đổ hết cho mình Biden. Chúng ta không có tôn thờ lãnh tụ, đây là chất xám, đây là chính quyền, đây là quân đội, đây là Nhà Trắng Bạch Cung, đây là Bộ Nội vụ, đây là chính sách đối ngoại, đây là Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ, chú thấy không? Thì chúng ta không thể nào mà đổ hết trong Biden. Bây giờ cháu phải đi, cháu phải hứa với cái radio này là cháu không thể nào trễ giờ. Cháu xin chào chú. Bây giờ thì chúng tôi thành thật cảm ơn quý khán giả đã theo dõi và lắng nghe. Cảm ơn bác sĩ Ngô Quá Đình đã bỏ thời giờ để đóng góp trong chương trình này. Chúng tôi xin kính chào và xin thành thật cảm ơn quý vị và xin chúc quý vị những giờ phút còn lại bình an. Bác sĩ Lịnh cũng vậy nha. Xin kính chào. Xin chào chú. Vâng.